quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương nơi dương thế biến ta thờ kính vua trên trời cao. Chúng ta sẽ bắt đầu giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay với thi thiên thứ 92. Ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ơn lành của Ngài. Lạy đấng chí cao lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Trên nhạc khí 10 giây và trên đàn cầm họa thinh với đàn sắt. Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Khi người dữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, kìa kẻ thù nghịch Ngài, kìa kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất, hết thảy kẻ làm điều ác đều sẽ bị tản lạc. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo hại. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Và chúng ta đọc chung với nhau câu cuối cùng. Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Niềm vui có luôn trong Ngài, tình yêu mãi tuôn trong thần linh. Niềm vui có luôn trong Ngài, tình yêu mãi tuôn trong thần linh. Sự không biết nơi danh Ngài chưa hiểu.
cuộc đời của chúng ta trên trần gian này là những bước đi với Chúa, hành trình với Chúa. Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương, không vương lo buồn. Vua David viết trong Thi Thiên thứ 27 những lời như sau: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Một nguồn ánh sáng tươi cứu vớt thân Giê-xu lại sáng chiếu cho cuộc đời. Một nguồn ánh sáng tới cứu vớt thân tôi. Giê-xu là sức sống mới cho cuộc đời và tôi quên đi bao lo. Tiếng lòng tôi chắp cánh quay về. Giê-xu đời nguồn ánh sáng tới tràn đầy sức sống mới. Tình Ngài che thân tôi. Dẫu có lúc tiếng hát nghẹn ngào trong nước mắt,
Khi chúng ta hát bài tiếp theo, mỗi chúng ta hãy dành một phút yên lặng, lắng lòng chúng ta xuống. Và biết rằng những gì chúng ta đang làm đây là chúng ta tôn thờ Chúa. Cái câu mà chúng ta sẽ hát là: chốn đây con quỳ suy tôn, chốn đây con lòng thờ phượng. Hãy cho tấm lòng của mình thật sự quỳ suy tôn Chúa. Lòng của chúng ta thật sự thờ phượng Chúa. Trong nơi tôi tâm, Ngài vui xuống ánh sáng dương cho đôi mắt con nay thấy được. Bao nhiêu vẻ đẹp con hiến trái tim, mong luôn sống đời bên Chúa hoài. Chốn đây con vì suy tôn, chốn đây con lòng thờ phượng, chốn đây con miệng tôn xưng Ngài là Chúa Trời.
điều bao đớn đau Chúa cha để nhìn cõi con Chúa đem gánh cả món đau điều bao đớn đau Chúa cha để nhìn cõi con Chúa đem gánh cả món đau điều bao đớn đau Chúa cha để nhìn cõi con Chúa đem gánh cả Chúa, chúng con quỳ suy tôn Chúa giờ này, lòng của chúng con thờ phượng Chúa giờ này, miệng chúng con tôn xưng Chúa là Chúa Trời đầy oai nghi và vinh quang. Xin tiếp nhận những lời ca tiếng hát chúng con dâng lên cho Chúa buổi sáng hôm nay trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Quý vị biết tên của bốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước là gì không? Đọc coi. Bốn sách này được gọi là bốn sách gì? Bốn sách Tin Lành hay là bốn sách Phúc Âm? Phúc Âm Matthew, Phúc Âm Mark, Phúc Âm Luca, Phúc Âm Giăng. Quý vị biết là có tới năm sách Phúc Âm không? Đó là Phúc Âm Phaolô. Phúc Âm Phaolô là Phúc Âm gì? Và đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu đã đến trần gian này và là Phúc Âm và là Tin Lành cứu rỗi. Buổi sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa và muốn học hỏi những điều này. Xin Chúa dạy chính mình con. Đây là những điều thật là căn bản nhưng chúng con cần biết và cần làm theo. Cho nên xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con làm được điều này buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học thư Roma và tôi gọi đây là Phúc Âm thứ 5 hay là Phúc Âm của Phao-lô. Sở dĩ thư Roma được coi như là Phúc Âm thứ 5 bởi vì trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô đã hệ thống hóa tất cả mọi điều được trình bày trong các sách Phúc Âm và đưa vào những áp dụng thực tế cho đời sống hàng ngày. Ước mong rằng trong 3 tháng sắp tới đây, khi chúng ta cùng nhau học thư Roma, chúng ta sẽ nắm vững những giáo lý căn bản của niềm tin chúng ta và chúng ta sẽ áp dụng những điều này vào ở trong đời sống hàng ngày. Có vài lớp trình Chủ Nhật đang học thư Roma và điều này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta khi học thư Roma song song với nhau. Vì vậy, quý vị nào chưa đi học trình Chủ Nhật xin nhớ đi học trường Chủ Nhật để chúng ta có thể học thư Roma và học những điều khác để cùng học lời Chúa chung với nhau. Có người đã gọi thư Roma là bản tuyên ngôn của Cơ Đốc giáo vì thư Roma chứa đựng nền tảng của đức tin chúng ta như chúng ta sẽ cùng nhau thấy trong các tuần sắp tới đây. Và bài học đầu tiên chúng ta học hôm nay là Phúc Âm là gì hay Tin Lành là gì? Quý vị và tôi là tín đồ Tin Lành. Và là tín đồ Tin Lành là chúng ta tin những điều gì? Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là hai chữ Tin Lành và Phúc Âm là một. Tin Lành là Phúc Âm là Tin Lành. Tin Lành là tiếng Nôm, còn Phúc Âm là tiếng Hán Việt. Như trong tiếng Anh, Good News và Gospel. Good News là Tin Lành, Gospel là Phúc Âm.
Hai điều đó tương đương với nhau, vì khi nói đến tin lành, tức là nói đến phúc âm. Phúc âm hay tin lành bao gồm những điều sau đây. Quý vị có tờ giấy giảng bài, có nhất là 6 điều mà sứ đồ Phaolô cho biết phúc âm là gì. Thứ nhất là nguồn gốc của phúc âm. Nguồn gốc của phúc âm. Chúng ta đọc trong câu 1. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Tin lành Đức Chúa Trời, hay là phúc âm Đức Chúa Trời, hay là tin lành của Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của phúc âm là Đức Chúa Trời. Phúc âm hay tin lành không phải là sáng kiến của con người, nhưng là của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Thật ra đây là cái điểm khác biệt căn bản giữa niềm tin của chúng ta và tất cả những niềm tin khác. Tất cả những niềm tin khác đều là tôn giáo, và tôn giáo là cố gắng của con người vươn đến Đức Chúa Trời. Chỉ phúc âm hay là tin lành là đường lối Đức Chúa Trời đến với con người. Tôn giáo là cố gắng của con người vươn đến Đức Chúa Trời, còn phúc âm là ơn ban của Đức Chúa Trời từ trời đến với con người. Quý vị và tôi tin phúc âm không phải là chúng ta theo đạo, theo một tôn giáo, nhưng là chúng ta tin vào phúc âm, chúng ta chấp nhận phúc âm, chúng ta đi ở trong đường lối của Chúa để chúng ta kinh nghiệm được cái mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Quý vị và tôi tin phúc âm, tin tin lành không phải là theo đạo, nhưng là được nối liền với Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng sai Chúa Giêsu đến trần gian để cứu chúng ta. Đó là phúc âm. Phúc âm là như vậy. Phúc âm đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đến với nhân loại chúng ta. Thứ nhì, minh chứng của phúc âm. Minh chứng là nói đến bằng chứng hay là bằng cớ rõ ràng. Phúc âm không phải là một điều mơ hồ, nhưng là điều rõ ràng được ghi ở trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô viết tiếp ở trong câu thứ hai. Tin lành Đức Chúa Trời là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Tin lành Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài hứa trong Kinh Thánh. Bản hiệu đính dịch câu này như thế này, là tin lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, phúc âm hay tin lành mà chúng ta tin không phải là điều chỉ mới có 2.000 năm nay, hay là có người nói rằng ồ, tin lành mới tới Việt Nam có 100 năm nay thôi, tin lành là đạo mới. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đây là điều đã được hoạch định ngay từ khi con người sa ngã. Ở trong vườn Eden, ngay sau khi Adam phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã phán những lời như thế này với ma quỷ. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 ghi rằng, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, cùng mày sẽ cắn gót chân người. Người ở đây là chỉ về Chúa Giêsu, người sẽ dài đạp đầu mày, tức là Đức Chúa Giêsu sẽ chiến thắng ma quỷ bởi cái chết và sự sống lại của Ngài. Còn ma quỷ chỉ có thể khiến Chúa Giêsu bị thương tích mà thôi. Nó chỉ có thể cắn gót chân Chúa, vì sau đó Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần và sống lại. Như vậy, từ Sáng Thế Ký cho đến Malachi, sách đầu và sách cuối của Cựu Ước, tất cả đều chỉ về Chúa Giêsu. Cả Kinh Thánh chỉ có một đề tài duy nhất, và đề tài đó là Chúa Giêsu, là phúc âm. Kinh Thánh được gọi là lịch sử cứu chuộc, The History of Redemption. Tất cả Cựu Ước đến Tân Ước đều nói về một điều, và một điều mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Dù viết về nhiều điều, nhưng tự trung chỉ nhắm về hai, về Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc nhân loại. Sứ đồ Phaolô đã nói điều đó ở trong thư Côrintô nhất đoạn thứ 15, những lời như thế này. Côrintô thứ nhất đoạn thứ 15, câu thứ 3. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Câu 4, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ 3 Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúa chết, Chúa chôn, Chúa sống lại, tất cả đều là theo lời Kinh Thánh. Mọi sự đã được chép từ xưa trong Kinh Thánh. Đây là lịch sử cứu chuộc. Tất cả phúc âm đã diễn ra như điều đã được phán hứa và hoạch định từ trước, trên giấy trắng mực đen, in writing, không phải là một cái gì xa lạ.
trong cả Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước nói trước những gì sẽ xảy ra, Tân Ước ghi lại tất cả những điều đã xảy ra và những ảnh hưởng tiếp theo. Thưa quý vị, đức tin của quý vị và tôi không phải là một đức tin mơ hồ hay là tin vào huyền thoại, mà tin vào những sự kiện lịch sử rõ ràng. Tuần trước ở trong lễ phục sinh, chúng ta đã học về hai môn đồ về làng Emmaus. Và Kinh Thánh ghi như thế này trong Luca đoạn 24 câu 27. Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều nói về Chúa Giê-xu. Vì vậy quý vị và tôi đọc Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước là đọc về Chúa Giê-xu. Kinh Thánh là minh chứng của Phúc Âm. Nguồn gốc của Phúc Âm là Đức Chúa Trời. Minh chứng của Phúc Âm là Kinh Thánh. Thứ ba, nền tảng của Phúc Âm. Nền tảng của Phúc Âm. Nền tảng của Phúc Âm, hay nói đúng hơn là cốt lõi của Phúc Âm, trọng tâm của Phúc Âm không gì khác hơn là Chúa Giê-xu. Chúng ta đọc ở trong câu 3 và câu 4 như thế này. Tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành đã dùng các đấng tiên tri mà hứa trong Kinh Thánh. Và tin lành đó, câu 3, là về con Ngài. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Tin lành hay phúc âm là về con Ngài, tức là về Chúa Giê-xu. Phúc âm không gì khác hơn là chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là phúc âm. Và Chúa Giê-xu được mô tả trong hai điều như thế này. Thứ nhất là theo xác thịt, và thứ nhì là theo thần linh của Thánh Đức. Theo xác thịt là nói đến nhân tính của Chúa, và theo thần linh của Thánh Đức là nói đến thần tính của Ngài. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là đối tượng của niềm tin của chúng ta, là phúc âm, là một con người độc nhất vô nhị trong suốt cả cõi lịch sử, không có ai giống như Ngài. Và trong tương lai cũng sẽ không có ai như Chúa nữa. Đức Chúa Giê-xu là đấng duy nhất mang hai bản tính trời và người. Đức Chúa Giê-xu là người 100% và cũng là trời 100%, không phải là nửa trời nửa người. Đức Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, là Đức Chúa Trời và là con người. Trước hết, nhân tính của Chúa Giê-xu ở đây nói rằng nhân tính của Chúa về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra. Nhân tính hay là cái đặc tính người của Chúa Giê-xu được mô tả là bởi dòng dõi vua David sinh ra. Vua David là con người bằng xương, bằng thịt, có thật. Gia phổ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ nói rằng Đức Chúa Giê-xu sinh ra bởi dòng dõi vua David. Dòng dõi vua David cho thấy Ngài là đấng Mê-si-a đã được phán hứa nhiều lần trong các sách phúc âm. Chúa Giê-xu được gọi là con của vua David. Như vậy theo xác thịt, Chúa đến từ dòng dõi của David. Còn thần tính của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, tức là Ngài chính là Đức Chúa Trời, và điều đó được minh chứng bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là bởi vì Chúa đã minh chứng điều đó qua sự phục sinh của Ngài mà chúng ta kỷ niệm tuần rồi. Tuần trước chúng ta kỷ niệm sự việc Chúa phục sinh, và đó là cốt lõi của niềm tin chúng ta, thưa quý vị. Đây là cái điều căn bản nhất của niềm tin của chúng ta, bởi vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại, đức tin của chúng ta vô ích. Đức Chúa Giê-xu là đấng duy nhất sống lại từ cõi chết và sống mãi, chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu phải vừa mang bản tính người, vừa mang bản tính trời là như thế này. Đức Chúa Giê-xu phải là người, thì Chúa mới có thể mang tội thế cho chúng ta là con người được. Không phải là đấng thần linh mang tội cho chúng ta, mà Chúa là con người để mà mang tội của chúng ta, chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Cái chết của Chúa là cái chết của một con người mang tội thế cho chúng ta. Nên Đức Giê-xu phải là Đức Chúa Trời thì mới có quyền cứu chúng ta.
Bởi vì nếu Chúa là một con người thì Chúa cũng sẽ chết luôn. Chúa là Đức Chúa Trời. Với quyền năng đó, Chúa mới có thể cứu chúng ta. Và bằng chứng Ngài là Đức Chúa Trời chính là sự phục sinh của Ngài. Thưa quý vị, đối tượng của niềm tin của quý vị và tôi là Chúa Giê-xu, là người nhưng cũng là Trời. Là người Chúa thông cảm với chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta. Và là người và là Trời Chúa có quyền năng để cứu chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó. Đó là đối tượng của niềm tin chúng ta là Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Thần Nhân. Là Trời Chúa có quyền năng để cứu chúng ta. Đối tượng của đức tin chúng ta là một Đấng sống. Như vậy, nguồn gốc của Phúc Âm là Đức Chúa Trời. Minh chứng của Phúc Âm là Kinh Thánh. Nền tảng của Phúc Âm là Chúa Giê-xu. Và đến điểm thứ tư, lãnh vực của Phúc Âm. Lãnh vực của Phúc Âm. Lãnh vực của Phúc Âm là nói đến Phúc Âm bao gồm cho ai, dành cho ai. Phaolô nói trong câu 5 và câu 6. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong câu này, Phaolô cho thấy rằng nhờ ơn của Chúa mà ông được làm sứ đồ của Ngài. Ông nói rằng nhờ Ngài, chúng tôi đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Nhờ Chúa Giê-xu, ông được ơn để làm sứ đồ. Phaolô coi cái chức vụ sứ đồ của ông là bởi ân điển của Chúa, bởi ơn của Chúa. Và mục đích của chức vụ đó là gì? Để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Cái chữ quan trọng ở đây là mọi dân ngoại. Mọi dân ngoại là đối tượng của chức vụ sứ đồ của Phaolô. Lãnh vực của Phúc Âm vì vậy là tất cả mọi người trên thế giới này, không phải chỉ người Do Thái không mà thôi. Dân ngoại là một cái từ đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Đây là cái tiếng mà người Do Thái dùng để chỉ tất cả những người không phải là người Do Thái. Đối với người Do Thái trên trần gian này chỉ có hai hạng người mà thôi. Là người Do Thái và dân ngoại. Người Do Thái và người không phải là Do Thái. Quý vị và tôi là dân ngoại. Không phải Do Thái là dân ngoại. Phúc Âm là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu được sinh ra là người Do Thái. Nhưng Phúc Âm không phải chỉ dành cho người Do Thái mà dành cho tất cả mọi người do mọi dân ngoại ở trên trần gian này. Quý vị và tôi là dân ngoại và tin lành là cho chúng ta. Câu này cho thấy rõ ràng rằng đạo của Chúa không phải là đạo Tây Phương, nhưng là đạo của tất cả mọi người, cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai, không có kỳ thị tôn giáo, kỳ thị bất cứ điều gì ở trong tin lành của Chúa. Đạo của Chúa dành cho tất cả mọi người. Lãnh vực của Phúc Âm là tất cả mọi người. Và điều quan trọng là cái mục đích là gì? Và đó là điểm thứ năm, mục đích của Phúc Âm. Mục đích của Phúc Âm là điều được thấy trong phần cuối của câu 5. Để đem mọi dân ngoại đến điều gì? Đến sự vâng phục của đức tin. Để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Dân ngoại là quý vị và tôi. Để làm cái gì? Để đem chúng ta đến sự vâng phục của đức tin. Sự vâng phục của đức tin là gì? Sự vâng phục của đức tin là mục đích của Phúc Âm. Sự vâng phục của đức tin nghĩa là đức tin đưa đến sự vâng phục. Sự vâng phục của đức tin có nghĩa là đức tin thì đưa đến sự vâng phục. Hay là tin thì phải vâng lời. Tin cậy vâng lời. Bản Kinh Thánh NIV dịch là vâng phục đến từ đức tin. Tức là tin thì phải vâng phục. Đức tin của chúng ta phải thể hiện trong sự vâng lời, làm theo lời của Chúa. Tất cả chúng ta đều biết những cái điểm đặc biệt của Phúc Âm từ nãy tới giờ rồi. Nguồn gốc của Phúc Âm, minh chứng của Phúc Âm, nền tảng của Phúc Âm, lãnh vực của Phúc Âm. Nhưng mà biết cái đó để làm cái gì? Để mà chúng ta làm theo. Bởi vì nếu chúng ta tin, nếu chúng ta biết mà chúng ta không có cảm nhận gì hết, chúng ta không làm gì hết, thì Phúc Âm của Chúa, tin lành của Chúa vô ích. Ở trong tiếng Anh có cái thành ngữ là chỗ mà cái bánh xe nó đụng xuống đường đó. Where the rubber meets the road. What's the bottom line? Nói cho cùng là cái gì? Quý vị đi nhà thờ, quý vị tin Chúa là làm cái gì? Nói cho cùng thì đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta, việc theo đạo của chúng ta nằm ở này. Chúng ta có vâng lời
có làm theo những gì mình tin hay là không. Như tôi đã nói, tin phúc âm không phải là theo một tôn giáo. Tin phúc âm là một phần của đời sống. Phúc âm phải là một phần của cuộc đời chúng ta, là triết lý sống của chúng ta, là nhân sinh quan của chúng ta, là việc làm, là thói quen của chúng ta, là cách chúng ta sử dụng tiền bạc, thì giờ, là cách chúng ta xử sự với vợ, với chồng, với anh chị em, với cha mẹ, với con cái, với bạn bè, với mọi người xung quanh. Tin phúc âm là cách chúng ta xử sự ở nhà, ở sở làm, ở trường học, khi mua bán, tiếp xúc với tất cả mọi người. Phúc âm là cách mà chúng ta giải trí, nghỉ ngơi, trò chuyện. Thưa quý vị, phúc âm là tất cả. Nó phải là một phần của con người chúng ta. Nếu tôi tin phúc âm đến từ Đức Chúa Trời, được Kinh Thánh minh chứng thể hiện qua Chúa Giê-xu trong sự chết và sự sống lại của Ngài, thì tôi phải sống đúng với những gì mình tin. Không phải là tôi tin những điều đó là tôi muốn sống như thế nào cũng được. Nghĩa là tôi phải vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy rất là ngắn gọn trong 4 chữ mà thôi. Yêu Chúa và yêu người. Hết lòng, hết ý, hết sức kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và yêu người lân cận như chính thân mình. Thưa quý vị, vâng phục của đức tin là như vậy. Là sống đúng với những gì mình tin. Sống đúng với phúc âm của Chúa. Trong tiếng Anh có 2 chữ belief and behavior. Belief là những gì chúng ta tin, và behavior là những gì chúng ta làm hay là hành vi của mình. Belief là niềm tin và behavior là hành vi. Behavior phải đi đôi với belief. Belief phải đi đôi với behavior. Những gì mình tin phải thể hiện trong nếp sống của mình. Mình tin như thế nào phải sống như thế đó, và nếp sống đó phải phản ánh chính niềm tin của mình. Đời sống của chúng ta chính là thể hiện niềm tin đó. Quý vị có sự vâng phục của đức tin trong đời sống của mình không? Quý vị tin, quý vị biết những điều này mà quý vị sống như thế nào? Người khác nhìn vào có thể thấy, có thể nói rằng đó là người tin lành không? Đó là điều quan trọng nhất ở trong mục đích của phúc âm. Điểm thứ 5, điểm thứ 6, kết quả của phúc âm. Tôi xin đọc câu 5 một lần nữa. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Và 3 chữ cuối cùng của câu 5 là gì? Vì danh Ngài. Vì danh Ngài. Cao điểm của câu này là vì danh Ngài. For his name's sake. Quý vị biết phúc âm là gì không? Phúc âm là chương trình của Đức Chúa Trời để đem con người trở lại tình trạng nguyên thủy ở trong vườn Eden, nơi mà trời và người sống trong mối tương giao hài hòa, tốt đẹp, thân mật. Tội lỗi đã chen vào phá vỡ cái mối tương giao tốt đẹp đó. Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã thiết lập kế hoạch đem con người trở lại với tình trạng ban đầu ở trong thời điểm của Ngài, bằng cách sai Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta, đem chúng ta trở lại tình trạng tốt đẹp ban đầu. Phúc âm là như vậy. That's the good news. Bring it back to the original status. Và trong cái tình trạng đó, tình trạng ban đầu đó, là cái tình trạng mà Đức Chúa Trời được tôn cao và con người sống với Ngài trong mối giao hảo tốt đẹp tuyệt vời. Đức Chúa Trời được tôn cao và chúng ta sống với Chúa trong mối giao hảo tốt đẹp. Đó là tình trạng trong vườn Eden trước khi con người phạm tội. Mục đích của phúc âm chỉ là như vậy, đem chúng ta trở lại cái tình trạng đó. Và vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng vì danh Ngài, vì sự vinh hiển của Chúa, vì danh của Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 7, Chúa phán rằng ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Quý vị biết tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta không? Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta làm gì? Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta vì vinh quang của Chúa, để chúng ta làm vinh hiển danh của Ngài. Người khác nhìn vào chúng ta, họ sẽ thấy Đức Chúa Trời có thật. Đó là vì vinh quang của Chúa. For his name's sake, vì danh Ngài là như vậy. Tội lỗi đã cướp mất những điều đó. Chúa Giê-xu đã
giáng trần, phúc âm của Chúa đã đến để biến đổi chúng ta, để chúng ta trở lại tình trạng ban đầu, để danh Chúa được vinh hiển đó. Dựa vào câu Kinh Thánh ở trong Esai đồng 43 câu 7, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Thì tác giả của bài Thánh Điều Westminster, tức là nói đến niềm tin căn bản của người tin Chúa, đã đặt câu hỏi và câu trả lời như thế này. Câu hỏi, mục đích chính của đời người là gì? What is the chief end of man? Và câu trả lời là, mục đích chính của đời người là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Thưa quý vị, đó là mục đích của đời sống chúng ta và là kết quả sau cùng của phúc âm. Chúa được vinh quang và chúng ta tận hưởng Chúa. Đó là kết quả sau cùng của niềm tin chúng ta, đó là kết quả sau cùng của phúc âm. Quý vị có muốn Chúa được vinh quang và quý vị có muốn được sống một đời sống vui vẻ, có ý nghĩa vì tận hưởng Chúa không? Rất là dễ. Hãy biết phúc âm là gì và sống với phúc âm đó. Đó là phúc âm bắt nguồn từ Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu, đặt căn bản Đức Kinh Thánh cho tất cả mọi người để tin cậy và vâng lời và để cho danh Chúa được vinh hiển. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một thời giờ thờ phượng Chúa vui vẻ, phước hạnh. Xin Chúa ghi khắc trong lòng chúng con tất cả những gì chúng con đã hát, đã làm, đã nghe buổi sáng hôm nay, để cuộc đời của chúng con sẽ là một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa và tận hưởng Chúa. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa cứu thế Giê-xu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với hội thánh của Ngài từ nay đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương.